Chào mừng các bạn đến với Di động Nhật Nam nhé. Rồi ok, hôm nay chúng ta tiếp tục cái tập 3 của cái series gọi là giảm giá iPhone bất kỳ theo cái bình luận của bạn, và bình luận nào đạt được nhiều like thì chúng ta sẽ giảm giá cái đời iPhone đó vào ngày hôm sau. Và cái chương trình chỉ diễn ra một ngày thôi, đối với cái đời máy đó sẽ giảm giá một ngày. Và sau khi bạn thấy cái clip này thì dĩ nhiên rồi, ở thời điểm này là chúng tôi sẽ không giảm giá iPhone 11 nữa. Và ngày hôm qua Di động Nhật Nam có giảm giá iPhone 11 260k thì cũng chốt được 3 máy, 2 máy, tổng cộng là có 5 máy, hiện tại vẫn còn 3 máy, nhưng hôm nay giá nó vẫn là bình thường nhé. Hôm nay giá nó quay trở lại bình thường là màu tím 128GB iPhone 11 là 8,5 triệu, và màu đen phiên bản 2 SIM vật lý là 8,7 triệu nhé. Mình xin nhắc lại, hôm nay giá quay lại bình thường. Và 6S Plus thì được các bạn hưởng ứng cũng nhiều, có 6-7 máy bán hết, còn 2 máy. Còn 2 máy thì 6S Plus 32GB chuẩn zin quốc tế, máy cam kết là zin, có vân tay vân tiếc đầy đủ, màn hình to 5,5 inch. Phiên bản bộ nhớ 32GB nói chung là đủ dùng, và hôm nay còn màu hồng và màu xám đen thì giá nó quay lại bình thường là 2,2 triệu, và thay pin là cộng vào 200 nữa là thành 2,4 triệu các bạn ạ. Là thành 2,4 triệu các bạn nhé. Đấy, hôm nay giá trở lại bình thường. Và tiếp theo ngày hôm nay thì hy vọng rằng là các bạn đang chờ đợi đúng cái sản phẩm mà nó được giảm giá ngày hôm nay để các bạn mua. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái video clip đó để chúng ta kiểm tra những cái bình luận xem là bình luận nào được nhiều like nhất các bạn nhé. Đây, cái video đó đây, tập 2, xả iPhone giá rẻ tập 2 đây các bạn ha. Chúng ta sẽ vào xem, đấy, nó phải đâu, nó phải rõ ràng, ok, làm là phải triển khai. Và tất cả những cái sản phẩm giảm giá đó thì mình xin thông báo với các bạn rằng là nó chỉ diễn ra trong vòng 24 giờ thôi, bắt đầu từ 11 giờ trưa ngày hôm nay cho đến 11 giờ trưa ngày mai. Nếu các bạn không mua thì giá nó sẽ trở lại bình thường các bạn nhé. Mình phải nói rõ với các bạn. Và các bạn xem chơi cho vui, không có ý định mua thì cũng cứ để lại bình luận hoặc là like cho những cái sản phẩm nào mà các bạn muốn nó giảm giá. Rồi xem video ủng hộ cho mình, nhất là ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Nhật Nam nhé. Đầu tiên nổi trội thì mình thấy có một cái bình luận của bạn Trần Xuân Giang. Cái nick trên này nó hiển thị là Giang Trần Xuân. Ok, bạn đã bình luận vào 22 giờ trước, tức là gần một ngày rồi. Bạn bình luận 11 Pro Max đi anh. Đi anh em, ok, thì đã nhận được sự đồng tình của anh em rất là nhiều. Cụ thể ở đây là được 18 like. 18 like các bạn ạ. Và mình nghĩ cái mức 18 like là một cái mức khá là cao. Và bây giờ để tránh trường hợp còn nhiều những cái bình luận có like cao hơn thì Nhật Nam sẽ kéo xuống để cho bạn kiểm tra. Like là cái ngón tay trỏ lên, các bạn ấn vào đấy là xong nhá. Ok, có một cái đề xuất của chính bên mình luôn là iPhone XS, tuy nhiên là anh em chỉ like được 13 like. Đó, 5 like, 4 like, 5 like, 4 like, nói chung là đây có thêm một cái nữa là 11 like, đó là XS Max. XS Max như vậy, nếu như anh em nào mà thích XS Max thì hôm nay chưa giải quyết được vấn đề này thì anh em có thể để lại bình luận vào clip này ngày hôm nay để hôm sau biết đâu được giảm giá XS Max nhé. Mình sẽ lần lượt hết để mọi người ai cũng được mua đồ rẻ. Rồi thêm một cái 6 like nữa, 6 like thì không ăn thua. Như vậy nổi trội nhất là có 18 like là hạng 1 rồi. Ok, vậy là 18 like này là giảm giá 11 Pro Max nhé. Thì ngay bây giờ mình sẽ giả review cái sản phẩm 11 Pro Max để giảm giá cho các bạn. Và cái giá giảm 11 Pro Max ngày hôm nay mình sẽ giảm cho mọi người là 310k. Mỗi một máy mình sẽ giảm 310k. Các bạn tranh thủ mua nhé, 310k dư để chúng ta mua một bộ sạc nhanh 18W tại Di động Nhật Nam, loại tốt rồi. Đó. Và đây 11 Pro Max mình sẽ review cho mọi người. 11 Pro Max thì ngày hôm nay mình chỉ còn là màu xanh rêu và màu đen. Phiên bản 256GB. Có nghĩa là mình còn cái gì mình giảm cái đó, và lên clip cái sản phẩm nào thì mình giảm sản phẩm đó các bạn nhé. Nên các bạn bình chọn thì các bạn lưu ý. Chứ nhiều bạn tí nữa lại thắc mắc bắt mình giảm giá phiên bản 64GB hay này kia. Thì thực tế ở đây thì mình không có lên sóng phiên bản 64, nên mình chỉ giảm giá phiên bản 256GB thôi nhé. Đấy, phải nói rõ để các bạn hiểu. Còn hôm nào đó mình lại lên sóng bản 64 thì dĩ nhiên là hôm đó có thể mình sẽ giảm giá bản 64. Cứ lần lượt, số lượng khuyến mãi thì nói thật có hạn.
chỉ 5-7 máy thôi, bởi vì mỗi máy giảm mấy trăm nghìn là mình cũng đau đau lưng lắm rồi. Đây chỉ tạo tương tác cho kênh nên mọi người xem ủng hộ mình nhiệt tình, và mọi người nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình mọi người nhé. Đó, như vậy đó. Cho nên là ai kết thì chúng ta chốt nhanh. Mình chỉ làm chương trình trong vòng 24 giờ và qua ngày mai mình giảm giá sản phẩm khác thì sản phẩm này không được giảm giá nữa. Hôm nay giảm giá 11 Pro Max Zin quốc tế, phiên bản 256GB chuẩn chỉ OK. Đây là máy màu xanh rêu, máy cam kết là Zin nguyên chuẩn quốc tế. Bên mình thì không bán máy lốc, và máy bán ra mình nói rõ với các bạn rằng là mình không tặng kèm phụ kiện các bạn nhé. Chỉ có máy không thế này thôi, chỉ có máy không, giá bán là chỉ có máy không. Bất kể bạn nào muốn mua kèm theo phụ kiện như là dán cường lực, ốp và bộ sạc đều phải cộng thêm tiền. Nhưng máy bên mình bán bảo hành tới 6 tháng và lỗi là mình đổi luôn, không sửa chữa. Trừ những cái lỗi vặt như là lỗi loa, lỗi chuông, lỗi phần mềm hoặc là lỗi pin thì là mình sẽ thay thế những cái đó, vì những cái đó nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của máy hoặc là cái độ bền để sử dụng về sau. Cho nên là thay được, các bạn không phải lo lắng cái vấn đề đó nhé. Mình làm bất cứ một việc gì đều là an toàn cho khách hàng. Và một cái điều rất rất quan trọng nữa, mình phải khẳng định với các bạn rằng cho dù các bạn có tin tưởng mình đến bao nhiêu đi chăng nữa thì hàng đến các bạn buộc phải kiểm tra hàng. Bởi vì mọi vấn đề bể vỡ, thiếu sót đồ sẽ không được xử lý khiếu nại về sau. Bởi vì tất cả những cái gì chúng ta có thể nhìn được bằng mắt thường là các bạn phải kiểm tra ngay lúc nhận hộ mình nhé. Có vấn đề gì các bạn phải khiếu nại ngay lúc khi mà bưu tá giao hàng đang còn ở đó. Bởi vì chúng ta phải nhờ đến bên thứ ba để vận chuyển. Và thậm chí nhân viên đóng hàng của bên mình thì cũng không phải mình đóng, phải có nhân viên đóng. Đôi khi có những sai sót, sai lầm. Ok, các bạn hãy giúp mình bằng cách vui lòng kiểm tra hàng khi nhận hàng các bạn nhé. Đó, tất cả những vấn đề vật lý vào nước hay là thiếu sót đồ mình sẽ không chịu trách nhiệm sau khi các bạn đã nhận hàng nha. Đấy, mình nói rõ với bạn thế để thuận mua vừa bán thôi chứ không có gì hết á. Thời buổi bây giờ tình ngay lý gian, sằng phẳng là chi kỷ các bạn ạ. Đây thì máy mình là màn hình độ sáng chu tông là nó phải đầy đủ đây. 11 Pro Max này giảm giá 310k thì vị trí các bạn cũng biết rõ rằng là ngày hôm qua và những ngày trước đó mình đang bán 11 Pro Max, 11 Pro Max các bạn nhé, 256GB với giá là 11.700.000. Thì vị trí hôm nay giảm giá 310k thì nó sẽ còn bao nhiêu? Vâng, nó sẽ còn là 11.390.000. Một mức giá khá là hợp lý luôn, thậm chí quá rẻ rồi để các bạn chốt. Và máy này đẹp zin, 98-99% ok, bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu có lỗi. Lỗi là mình đổi. 3 camera, màn hình to 6.5 inch, bộ nhớ nhiều 256GB. Đáng để các bạn mua, sử dụng dài lâu. Có màu xanh rêu và màu đen. Màu đen mình cũng giảm giá 310k và giá nó sẽ là 11.390k ở ngày hôm nay, duy nhất một ngày trong vòng 24 tiếng các bạn nhé. Đấy, và đây 256GB và chắc chắn là máy zin. Mình cũng đã kiểm tra chu tông chu tiếc và test màn hình kỹ để cho các bạn yên tâm sử dụng nhé. Trong lĩnh vực hàng điện tử thì các bạn biết rằng là đôi khi nó cũng sẽ có những cái lỗi phát sinh sau khi sử dụng. Chính vì vậy bên mình khẳng định cái uy tín bằng cách bảo hành cho các bạn tới 6 tháng. Lỗi thì bên mình sẽ đổi cho các bạn sản phẩm khác nha. Đó là những lỗi nặng đụng chạm đến men, vì mình tiêu chí là không sửa chữa. Nếu sửa chữa trên men rồi xài sẽ không đảm bảo về sau. Và 11.390 ngày hôm nay, 11 Pro Max 256GB mình nghĩ rất là đáng mua. Máy trần không tặng phụ kiện và không bao ship các bạn nhé. Tất cả sản phẩm bán ra đều như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu những con máy mình bán ngày hôm nay và để cho các bạn để lại bình luận. Và nếu như cái bình luận nào lại nhận được nhiều like thì ngày mai chúng ta sẽ được giảm giá cái đời máy đó. Đầu tiên thì mình giới thiệu đến các bạn sản phẩm XS Max 256GB màu gold. Ở đây mình có một con máy tuyển chọn chất như nước cất, mình đang bán 9 triệu các bạn nhé. Phiên bản bộ nhớ 256GB, màn hình 6.5 inch. Chắc hẳn rằng một số bạn coi đến đây thì đôi khi lại chê là mình bán đắt, nhưng không đâu. Thật sự đây là một con máy tuyển chọn ok, còn rất mới, màu gold còn rất mới các bạn nhé. Rất mới, bộ nhớ 256GB và tình trạng của nó là pin còn tới 98% luôn. Như vậy là máy khẳng định là máy rất mới rồi, ok quá rồi. Nên là với mức giá 9 triệu thì thật sự không hề đắt các bạn ạ, không hề đắt. Thậm chí chẳng có để mà mua các bạn nhé, nếu như chúng ta chốt chậm thì người khác sẽ chốt mất thôi.
256GB máy cam kết chuẩn zin quốc tế màu gold, một máy duy nhất iPhone XS Max, màn hình to, pin trâu, cấu hình khỏe, chuẩn chỉ ok. Giá bán cho các bạn là 9 triệu chẵn các bạn nhé. Lưu ý là máy chất tuyển nha, bảo hành 6 tháng và máy trần không phụ kiện, không bao ship. Mua hàng online vui lòng phải đặt cọc trước, tuy nhiên hàng đến thì được kiểm tra hàng, test máy rồi thanh toán nốt số tiền còn lại. Tiếp theo thì mình còn một con XG duy nhất màu đỏ. Các bạn đừng vốt con này nhé, bởi vì nó thật có một máy. Vốt thì ai mua ai đừng nhé, có giảm giá một máy thì mình thiệt hại cũng không có nhiều. Cái nào các bạn vốt là phải có 5, 10 máy, 20 máy các bạn vốt, mình giảm giá mua một ngày đó cho nó sướng các bạn nhé. Nói thật chứ còn con XG này có mỗi một cái thôi, còn đúng một cái màu đỏ đây. 64GB iPhone XG chuẩn zin quốc tế, phiên bản 64GB các bạn nhé. Máy thì nguyên zin, chuẩn chỉ ok, ngon lành cành đào. Màn hình độ sáng chu tông các thứ đầy đủ, giá là 5,8 triệu các bạn ạ. Và máy thì khá đẹp, màu đỏ tuyển chọn luôn, ok, đẹp leng keng xà beng các bạn nhé. Màn hình 6,1 inch, máy cực chất đấy, con này thì cực chất rồi, chả chê vào đâu được. Cam kết máy zin chuẩn quốc tế, bảo hành cho bạn 6 tháng, giá 5,8 triệu, 5,8 triệu. Tiếp theo thì mình sẽ có sản phẩm XS Max phiên bản 64GB, giá cực kỳ rẻ, và con này là có số lượng này. Còn số lượng là 3 máy, màu đen, là tình trạng nguyên zin, pin zin luôn, giá 7 triệu. Và còn 6 máy, tình trạng là zin nguyên và pin 100%. Đó, thì là giá là 7,4 triệu, ok chưa? Các bạn muốn giảm giá XS Max thì các bạn để lại bình luận nhé. Và mọi người hãy theo những cái bình luận đó, các bạn muốn giảm thì các bạn nhấn like vào nhiệt tình. Như mình đã giới thiệu lúc ban đầu, thì nhiều like thì ngày mai sẽ được giảm giá, và chỉ giảm giá 24 giờ. Cho nên khi đã công bố cái máy nào giảm giá thì các bạn chốt nhanh giúp mình nhé. Đây là 64GB, chuẩn zin ok, giá 7 triệu thôi. Nói thật mức giá 7 triệu với XS Max zin chuẩn quốc tế là rẻ ở thời điểm này chứ không hề đắt. Người ta đang bán khoảng 7 triệu rưỡi trở lên. Nhưng bên mình nếu như máy pin 100% mới bán có 7 triệu tư thôi. Còn máy này là những cái máy pin khoảng 84-85%. Còn xài rất là ổn định, còn xài rất là ok và rất trâu, cho nên là mình vẫn bán bình thường các bạn nhé. Không cần phải thay, nó rất là phí. Xài đến 77-78 rồi thay các bạn ạ. Mà lâu lắm, như thế này phải xài hơn năm nữa nhé. Và XS Max này mình bán cho bạn với giá là 7 triệu, máy trần không phụ kiện màu đen. Hôm nay có máy chuẩn ok zin nhá, ngoại hình 9899, nhưng mà máy chất đúng zin và chuẩn quốc tế, bảo hành cho bạn 6 tháng. Nói chung bên mình chỉ bán máy zin chất thôi. Tiếp theo thì có sản phẩm XS, mình rất là khoái các bạn vốt XS, bởi vì hiện tại XS mình đang còn 40 máy. 40 máy với cái bộ nhớ là 256GB. Đây cụ thể bằng chứng tình yêu đây. Mình sơ sơ mình review lên đây 3-4 cái thôi, còn đây này. Đống này, đằng kia một đống nữa. Nói chung là không nói sai, còn đúng 40 máy XS 256GB. Phiên bản 256 thì là bộ nhớ rất là nhiều. Với XS này thì nó cũng là cái dòng bình dân rẻ tiền. Nếu như được giảm giá 200-300 nghìn nữa thì mình nghĩ là mua quá sướng rồi. Bởi vì hôm nay 256GB, pin 100%, máy chuẩn chỉ, màn hình 5,8 nhé. Màn hình nhỏ, XS màn hình nhỏ, nhưng camera đẹp và máy zin chất. Thì màu trắng mình bán cho các bạn với giá chỉ có 6,6 triệu thôi. Các bạn hãy nhớ rằng pin 100% rồi nhé. Đọc cái đó thôi là đã trị giá hơn 400-500 nghìn rồi. Và giá 6,6 triệu thì thực sự ra là không đắt. Và nếu như các bạn để lại bình luận và nhiều người chấm vào like con XS này thì các bạn sẽ được giảm giá vài trăm nghìn nữa, thì nó rất là bèo rồi. Và nên số lượng thì còn 40 cái nên mình cũng đang muốn bán. Đang muốn bán bớt, nên là các bạn có thể là bình luận con này nhiều và nhấn like ủng hộ cho con XS này nhiều vào để ngày mai mình giảm giá để bán đi phát 20-30 máy cho nó vợi hàng ha. Thu vốn thôi, không quan trọng, đâu còn lãi nữa, giảm 200-300 là hết lãi rồi. Và giá là 6,6 triệu đối với màu trắng, 6,8 triệu đối với màu gold, vẫn bảo hành cho bạn 6 tháng và cam kết là hàng nguyên zin chuẩn chỉ ok các bạn nhé. Màn hình 5,8 inch, máy trần không tặng kèm phụ kiện, bảo hành 6 tháng, khá là yên tâm. Rồi tiếp theo để thay đổi cho cái bầu không khí nó kiểu mang tính chất câu bình luận quá, câu like quá, thì mình sẽ bán một con máy cho các bạn với giá rất là rẻ để các bạn like nó nhiệt tình hơn và thậm chí là xem video nó thoải mái và săn sale. Đây là một con hàng sale cho người thu nhập thấp hoặc là nhà đông con đây, người ta hay nói nhà đông con đây. Ok, thì mình bán cho bạn con Redmi 9A này chính hãng, màn hình to chuẩn chỉ ok, máy chạy mượt chất, bản chính hãng dùng được 2 sim ngon lành, ngoại hình zin nguyên 98-99%, chỉ có 850 thôi. Và đây chúng ta sẽ kiểm tra thấy màn hình này, màu mè ok chuẩn chỉ nhá, ngon không có chê vào đâu được. Và đây là con Redmi 9A các bạn ạ,
Redmi 9A đây là con màu đen. Con màu đen mình bán cho các bạn với cái giá là 850 thôi. Thật sự sản phẩm này không mua nhanh thì lại hết. Không mua nhanh thì lại hết. Rồi tiếp theo nữa thì mình giới thiệu đến các bạn cũng như là đề xuất đến các bạn cái sản phẩm 12 Pro Max. 12 Pro Max hiện tại thì mình còn một đen, một xanh phiên bản 256GB. Giá đang bán là 16.600.000 đối với màu xanh và 16.500.000 đối với màu đen. Và đây là phiên bản 256GB các bạn nhé. 12 Pro Max chuẩn chỉ ok, ngon lành cành đào. Hai cái máy chúng ta ở đây là một máy màu đen và một máy màu xanh. Thì cả hai máy đều có ngoại hình đẹp chuẩn zin ok và bộ nhớ rất là nhiều. Tới 256GB thoải mái là dùng. Hàng đẹp zin 98-99% ok. 3 camera rất là khủng, màn hình to 6.7 inch. Máy chuẩn zin quốc tế và màu đen bán 16.500. Màu xanh 16.600. Ai muốn giảm giá dòng 12 Pro Max này thì để lại bình luận nhé. Và nhấn like nhiệt tình vào. Khi đạt được mức like hạng nhất top 1 thì các bạn sẽ được giảm giá thôi. Giảm giá luôn vào ngày mai nếu như được nhiều người đồng ý. Rồi tiếp theo là một con phiên bản 128GB duy nhất. Một con màu xanh 128GB thì có giá là 15.500. Đây là phiên bản 12 Pro Max, màn hình to 6.7 inch, camera đẹp, máy chất chuẩn zin quốc tế. Giá bán chỉ có là 15.500. Đây là phiên bản 128GB bạn nhé. Máy chuẩn zin quốc tế và bảo hành cho bạn tới 6 tháng. Lỗi thì bên mình đổi, khá là yên tâm. Rồi ngày hôm qua có một số bạn thắc mắc rằng là tại sao mình không giảm giá cái dòng sản phẩm iPhone 11 64GB. Ở ngày hôm qua thì đương nhiên hôm nay mình mới đưa lên tiêu chí để cho các bạn vote đây. Các bạn vote mạnh, các bạn bình luận mạnh để giảm giá iPhone 11 64GB nhé. Sẽ giảm giá vào ngày mai, chương trình mình kéo dài lên mỗi ngày mình chỉ giảm giá một phiên bản thôi. Các bạn thông cảm vì điều đó nhé. Tiền bạc thì nó cũng có giới hạn, của không phải là núi mà đổ ao ao ra, không thể đổ được, nó phải tiết chế các bạn ạ. À. Đấy, mỗi ngày chúng ta sẽ có được một niềm vui nho nhỏ để chúng ta xem kênh nó được sung sướng, nó hào hứng, mua máy nó thoải mái. Ví dụ hôm nay đang chờ đợi muốn mua con 11 64GB đây. Thì hôm nay hăng say vào bình luận rồi ngày mai lại còn vào xem tiếp để xem kết quả nó ra sao, đúng không? Ok. Và đây là iPhone 11 phiên bản 64GB, máy chuẩn zin, ngon lành cành đào, và hình như sản phẩm này là mình thay pin 100% để mình xem. Pin 100 thì nó cao hơn cho nên mình phải báo rõ ràng nhé. Đây như pin 100 thì giá nó tới 7.700.000 cơ. Nhưng mà pin 100 thì các bạn biết là cái pin không đã hơn so với những cái pin 8X là vài trăm nghìn rồi. Các bạn mua xài nó rất là yên tâm và vẫn cam kết là máy zin, màn hình đẹp, chuẩn chỉ, bảo hành 6 tháng. Giá 7.700.000, màu đen, và ai muốn mua iPhone 11 giảm giá vào ngày mai thì chúng ta để lại bình luận và like nhiệt tình vào các bạn nhé. iPhone 11 thì chúng ta sẽ có màu đen, màu trắng thì đắt hơn 100.000, đắt hơn 100.000 là 7.800.000. Màu tím cũng đắt hơn 100.000 là 7.800.000 các bạn nhé, phiên bản 64GB đấy. Và màu xanh cũng đắt hơn 100.000 là 7.800.000. Ok, các bạn đã rõ chưa? Tất cả sản phẩm cam kết zin và bảo hành cho bạn 6 tháng. Bán thì tính theo tùy theo cái pin là pin 8X hay là pin 100% nhá. Còn hàng thì cam kết là men zin, màn zin chuẩn chỉ ok rồi đó. Không có gì phải bàn cãi. Rồi tiếp theo ở đây thì mình sẽ có cái sản phẩm là 11 Pro. 11 Pro thì mình không còn nhiều. À, thời điểm hiện tại thì mình còn hai máy xanh rêu và một máy màu đen. Đây, trưng ra cho các bạn thấy hết luôn. Hai máy xanh rêu và một máy màu đen. Thì những cái sản phẩm này là đồng giá là 9.500.000 nhá. Đây là 11 Pro, phiên bản bộ nhớ khủng luôn, 256GB, 3 camera, nói chung là máy chất đẹp chuẩn, màn hình 5.8. Dòng này dòng màn nhỏ nhưng mà khá chất nha. Và có một con màu gold, hàng tuyển chọn. Hàng tuyển chọn đẹp keng, và màu gold thì luôn là màu đắt nhất. Sau lại tuyển chọn nữa lên giá của nó hơi mặn, 10.300.000. Mà 10.300.000 cũng không có nhiều để bán, có đúng một cái thôi. Ai kết thì chúng ta chơi luôn nhá. Và nếu như các bạn muốn mình giảm giá iPhone 11 Pro 256GB với 4 máy này vào ngày mai thì các bạn hãy để lại bình luận và nhấn like cho nó nhá. Ok, chuẩn chỉ luôn, ngon lành cành đào nhá. Đấy, iPhone mình không thiếu, xếp đầy ra đây này. Chỉ cái quan trọng là các bạn cứ phải xem, like, mua, ủng hộ nhiệt tình cho mình. Tiếp theo thì còn một con iPhone 8 thường hay 8 nhỏ, bán cho các bạn với giá 3.300.000. Con này máy chuẩn zin ok, pin 88% nhá. Phiên bản 64GB chuẩn zin quốc tế, máy màu đen,
đẹp chuẩn 98-99%, bảo hành cho bạn 6 tháng. Màn hình của nó 4,7 inch nhỏ, lưng kính khá là sang chảnh. Tiếp theo thì lẻ loi cũng còn duy nhất một con 12 Pro. 12 Pro dạo này tự nhiên hiếm thế không biết. Và giá là 12,7 triệu. Phiên bản 128GB, máy màu đen đẹp 98-99%, máy trần không phụ kiện. Cam kết là hàng chuẩn zin quốc tế, chuẩn chỉ ok, ngon lành cành đào, bán cho bạn với cái giá là 12,7 triệu, bảo hành cho bạn 6 tháng. Rồi, vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn khá nhiều những cái sản phẩm iPhone, khá nhiều những cái đề xuất cho ngày mai để các bạn được giảm giá, ok nhé. Và hôm nay chúng ta được giảm giá 310.000 đối với sản phẩm iPhone 11 Pro Max. Và sau khi giảm giá 310.000 thì 11 Pro Max phiên bản 256GB chỉ còn màu xanh rêu và màu đen sẽ được bán ra cho tất cả các bạn với cái giá là 11,390,000, bảo hành 6 tháng, máy trần không phụ kiện, cam kết hàng zin chuẩn chỉ, lỗi là đổi, các bạn cứ yên tâm, mua online cọc trước vài trăm, hàng đến được kiểm tra hàng, ok rồi mới nhận các bạn nhé. Mọi người nếu như ở gần Tân Phú, Đồng Nai hãy đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng. Mọi người ở xa chọn mua hình thức mua online, gọi đến hotline của mình để đặt cọc các bạn nhé. Đó là 0979782366 và 0367709123. Mọi người xem chơi cho vui, nhấn like nhiệt tình để ủng hộ cho mình, chia sẻ để nhiều người khác cùng xem. Ai chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh, nhấn chuông bật thông báo để ngày mai 11 giờ trưa tiếp tục xem những video mới nhất của mình để xem đời máy nào được giảm giá các bạn nhé. Cảm ơn vì mọi người đã luôn tin tưởng, yêu mến và ủng hộ. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.